Anh xin kính chào quý khán giả của VTV Canada. Mời quý vị theo dõi phần tin đời sống ngày Chủ nhật 14 tháng Giêng với những bản tin đáng chú ý như sau. Người dân Trung Quốc tham gia vào cuộc thi bơi lội trong hồ nước băng giá tại thành phố Harbin. Mặc cho nhiệt độ dưới nước đang chạm ngưỡng âm độ C, kèm theo một lớp băng hình thành trên mặt hồ, nhưng một số người vẫn tham gia vào cuộc thi bơi lội trong cái lạnh băng giá của thành phố Harbin, hay còn được gọi là Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc, vào ngày thứ Bảy 6 tháng Giêng. Hơn 600 người đến từ 56 câu lạc bộ bơi lội trên toàn quốc đã bất chấp thời tiết băng giá của mùa đông để tham dự tranh tài trong cuộc thi bơi lội thường niên được tổ chức tại một trong những thành phố lạnh nhất của miền Bắc Trung Quốc. Chỉ cần người tham gia sự kiện hoàn thành cuộc đua trong nhiệt độ âm 20 độ C thì sẽ trở thành người chiến thắng. Đây là một phần trong khuôn khổ lễ hội Ice Festival ở Cáp Nhĩ Tân. Thành phố Cáp Nhĩ Tân là thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang. Lễ cưới của hoàng tử Harry, Anh Quốc, được dự đoán sẽ mang về thêm 500 triệu bản Anh cho nền kinh tế. Các nhà phân tích dự đoán lễ cưới của hoàng tử Harry và nữ diễn viên người Hoa Kỳ Meghan Markle sẽ giúp mang về 500 triệu bảng cho nền kinh tế của nước Anh. Đội uyên ương nêu trên đã chính thức trao lời thệ nguyện trọn đời vào ngày 19 tháng 5 năm 2018 bên trong lâu đài Windsor. Các chủ nhân cơ sở thương mại tại Windsor hy vọng sẽ có nhiều du khách đến thăm thị trấn xinh đẹp này vào thời điểm diễn ra đám cưới của hoàng gia. Hoàng tử Harry và vị hôn thê Meghan Markle cho biết họ muốn kết hôn tại Windsor vì nơi này chất chứa nhiều kỷ niệm. Khi hôn lễ của anh trai, hoàng tử Harry, tức hoàng tử William, diễn ra vào tháng 4 năm 2011, đã có thêm 350.000 du khách đến thăm nước Anh. Hôn lễ của hoàng tử Harry sẽ được chính thức cử hành bên trong giáo đường St. George, trong khuôn viên lâu đài Windsor Castle. ngàn người cùng nhau đón Giáng sinh của chính thống giáo ở Georgia. Hàng ngàn người dân bản xứ sinh sống tại quốc gia Âu Châu Georgia đã cùng nhau đón lễ Giáng sinh của chính thống giáo hay được gọi là Orthodox Christmas tại thủ đô Tbilisi vào ngày Chủ nhật 7 tháng Giêng. Những người tham dự lễ hội đã cùng khoác lên người những bộ quốc phục đủ màu sắc trong khi nhiều người khác cải trang thành các nhân vật trong kinh thánh. Truyền thống mừng giáng sinh có niên đại hàng thế kỷ nêu trên đã từng bị cấm diễn ra ở chế độ Xô Viết. Đối với những quốc gia từng là thành viên của Liên minh Xô Viết ở Đông và Bắc Âu, vào ngày 25 tháng 12 chỉ là một ngày bình thường vì lễ Orthodox Christmas thường được đón vào ngày 7 tháng Giêng hàng năm. Cuộc tranh tài điêu khắc trên băng diễn ra tại thành phố Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc. Một cuộc thi điêu khắc độc đáo trên băng tuyết đã vừa chính thức được diễn ra tại thành phố lạnh giá Harbin, hay còn được gọi là Cáp Nhĩ Tân thuộc miền Đông Bắc Trung Quốc vào ngày Chủ nhật 7 tháng Giêng trong khuôn khổ của mùa lễ hội Ice Festival với sự tham dự của hơn 60 nghệ nhân đến từ 14 quốc gia khác nhau trên thế giới bao gồm cả New Zealand các nghệ nhân điêu khắc đã được ban tổ chức yêu cầu làm ra các bức tượng độc đáo từ những tảng băng tuyết khổng lồ. Tại mùa lễ hội năm nay, các du khách sẽ được dịp chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật làm từ băng đá độc đáo do các nghệ nhân cất công làm ra. Chủ đề của lễ hội năm nay là Ice Snow Blooming Garden. Do đó, các tác phẩm điều khác đều có hình dáng mô phỏng những loài hoa. Thành phố Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc tọa lạc tại tỉnh Hắc Long Giang, do người Nga sáng lập cách đây hơn một thế kỷ. Lễ cưới tập thể diễn ra tại thành phố Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc. Lễ hội băng tuyết Ice and Snow Festival năm nay có thể đã trở thành một trong những sự kiện khó quên nhất đối với hàng chục cặp tình nhân sinh sống tại Trung Quốc. Giới truyền thông địa phương cho biết đã có 34 đôi uyên ương cùng đồng loạt trao lời thể nguyện trọn đời vào ngày thứ Hai 8 tháng Giêng, đúng vào dịp lễ hội Ice Festival diễn ra tại thành phố Harbin hay còn được gọi là Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc. Mặc dù bên ngoài nhiệt độ lạnh đến thấu xương, nhưng lễ cưới tập thể vẫn kết thúc một cách tốt đẹp. Các cô dâu chú rể đã sải bước trên thảm đỏ trước sự chúc phúc của nhiều du khách đến từ khắp nơi. Lễ hội Ice Festival đã khai mạc vào ngày thứ Sáu năm tháng Giêng tuần trước và sẽ bế mạc vào thời điểm tuyết tan tức tháng 2 năm 2018. ca sĩ Pink sẽ hát quốc ca tại giải Super Bowl thường niên lần thứ 52. Hãng thông tấn CNN vào ngày thứ Hai 8 tháng Giêng loan báo, nữ ca sĩ Pink đã được mời hát quốc ca mở màn trận đấu Super Bowl thường niên lần thứ 52. Pink có tên thật là Alicia Bedmore. Trong số sự nghiệp ca hát, cô đã hân hạnh mang về nhiều giải thưởng cao quý, trong đó bao gồm giải Grammy. Đây cũng là lần đầu tiên Pink xuất hiện trên sân khấu của cuộc tranh tài Super Bowl. Được biết trước đây rất nhiều danh ca nổi tiếng trong làng âm nhạc Hoa Kỳ đã được ban tổ chức giải Super Bowl mời hát quốc ca khai mạc. Trong đó bao gồm cố ca sĩ Whitney Houston, danh ca Garth Brooks và nữ hoàng Queen Bee Beyoncé. Vào ngày 4 tháng 2 sắp tới, giải Super Bowl sẽ chính thức diễn ra tại thành phố Minneapolis của tiểu bang Minnesota. Nam ca sĩ Justin Timberlake cùng một số ca sĩ khác sẽ trình diễn trong giờ halftime của cuộc tranh tài này. Vào ngày 1 tháng 3, Pink sẽ thực hiện tour lưu diễn vòng quanh thế giới mang chủ đề Beauty Drama World Tour. Công nương Kate Middleton công bố ảnh đến trường của công chúa Charlotte. Tiểu công chúa Charlotte, tức con gái của hoàng tử William và công nương Kate Middleton của Anh Quốc, đã vừa bắt đầu vào mẫu giáo vào ngày thứ hai 8 tháng Giêng. Ngôi trường mà Charlotte đang theo học tọa lạc gần tư dinh của đôi vợ chồng hoàng gia ở thủ đô London. Những hình ảnh chụp lại khoảnh khắc lần đầu tiên đến trường của công chúa Charlotte đã được công tước xứ Cambridge đích thân chụp lại. Trường của công chúa Charlotte có tên Wilcox Nursery. Giới chức trách trường mẫu giáo từng cho biết họ rất hoan nghênh công chúa đến đây học. Các bậc cha mẹ có con em theo học tại trường Wilcox thường phải đóng khoản chi phí tối thiểu 3.050 bảng Anh cho mỗi học kỳ. Công chúa Charlotte hiện đang là người thứ tư trong danh sách lên ngôi hoàng gia Anh quốc. Sau anh trai là hoàng tử George, thân phụ hoàng tử William và ông nội thái tử Charles, công nương Kate Middleton hiện đang mang thai đứa con thứ ba. Hàng ngàn người Philippines cùng nhau đón mừng lễ Black Nazarene. Hàng chục ngàn người dân Philippines đã cùng nhau tập trung cầu nguyện tại thủ đô Manila hôm thứ ba ngày 9 tháng Giêng nhằm để mừng lễ Black Nazarene Festival cũng như để bày tỏ lòng tôn kính đến bức tượng Chúa Giêsu màu đen. Trong buổi thánh lễ, các tín đồ công giáo đã cùng nhau quy tụ xung quanh chiếc xe kéo chở theo bức tượng Chúa Giêsu màu đen để bày tỏ lòng tôn kính. Khi chiếc xe lăn bánh ngang qua các đường phố của thủ đô Manila, nhiều cảnh sát viên đã được cử đến để giữ trật tự chống bạo động. Trong truyền thuyết, những ai đến xin bức tượng Black Nazarene bàn phước lành đều được tọa nguyện. Bức tượng chúa Black Nazarene mô phỏng lại diện mạo của chúa giê -xu vốn không phải là màu đen. Trong suốt nhiều năm qua, vẫn không ai biết được nguyên nhân vì sao bức tượng lại chuyển sang màu đen. Có nhiều truyền thuyết cho rằng bức tượng đã bị đốt cháy trong một trận hỏa hoạn vào đầu thế kỷ thứ 17 và tồn tại đến tận ngày nay. Được biết hơn 90% dân số Philippines đều theo đạo công giáo. Các trường múa Samba tại Brazil cùng nhau trổ tài trên bãi biển Copacabana. Nhiều ca nhạc sĩ nổi tiếng đến từ 13 ngôi trường dạy múa Sampa, hàng đầu của thủ đô Rio de Janeiro của Brazil, đã cùng nhau quy tụ về bãi biển Copacabana để trổ tài khiêu vũ, nhằm mục đích chuẩn bị cho mùa lễ hội Carnival lớn nhất trong năm sắp sửa diễn ra. Vào đầu tháng 2 sắp tới, người dân sinh sống tại toàn cõi Brazil sẽ cùng nhau chào đón lễ hội Carnival đặc sắc. Trước khi tới trình diễn cùng dàn nhạc giao hưởng ở khách sạn Copacabana Palace, các vũ công và ca sĩ của trường múa sampa đã tham gia diễn hành trên đường cũng giống như mọi năm trước nổi bật nhất trong mùa lễ hội carnival chính là cuộc tranh tài nhảy điệu sampa truyền thống không chỉ ở rio de janeiro không khí sôi động của mùa lễ hội carnival cũng thường lan tỏa sang các thành phố nổi tiếng khác của brazil như sao paulo và salvador Giới y bác sĩ quay trở lại làm việc sau một tháng đình công tại Bolivia. Giới y sĩ bác sĩ và nhân viên làm việc trong ngành y tế đã vừa quay trở lại làm việc vào ngày thứ ba 9 tháng Giêng sau khi tham gia vào một cuộc đình công lớn vốn đã bắt đầu cách đây 47 ngày. Phong trào biểu tình nêu trên đã nổ ra khi chính phủ ban hành một đạo luật trừng phạt những người làm việc trong ngành y tế nếu như họ gây hại đến bệnh nhân. Những người vi phạm có thể phải đối mặt với bản án tù từ 5 tới 9 năm tù. Các cuộc thường thuyết giữa người biểu tình và chính phủ của Tổng thống Evo Marolas cuối cùng đã mang lại kết quả vào tối thứ Hai ngày 8 tháng Giêng vừa qua. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin đời sống ngày 14 tháng Giêng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chương trình sẽ được tiếp tục với phần tin giải trí ngay sau phần thông tin của các nhà bảo trợ cho chương trình.